Xin chào, và đây là book review by VL. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ mang tới cho các bạn một cuốn sách mà mình nghĩ là các bạn chắc còn chưa biết nó, còn khá là xa lạ với nó. Nhưng là một cuốn sách mà mình nghĩ là rất là cần thiết với những bạn đang làm YouTube hoặc có mong muốn sẽ làm YouTube trong tương lai. Cuốn sách đó chính là Streampunk, kẻ nổi loạn định dạng lại ngành truyền thông. Đây các bạn ha, cái nút vàng của YouTube. Mình làm YouTube cách đây khoảng tầm 2 năm, thì không lâu sau đó thì mình trải qua một cái câu chuyện mà mình nghĩ là khá là hay để mà kể lại cho các bạn. Chiều hôm đó thì mình đang đọc sách ở trên võng và vợ mình mới khá là hốt hoảng và nói với mình là có một bạn. Bạn ấy biết tới anh qua YouTube và bạn ấy xem những clip của anh và rất là thích những cái thông điệp của anh. Và bạn ấy kể là bạn ấy đang muốn tự tử vì những cái mâu thuẫn và những cái khó chịu trong đời sống gia đình. Thông thường mình không có nghe cuộc gọi của người lạ đâu các bạn, nhưng mà nghe người ta tự tử và lúc đó mình mới làm YouTube thôi nên là cũng khá là căng á. Thì sau đó mình có cuộc nói chuyện dài khoảng tầm 30 phút qua Zalo với cái bạn đó. Thật ra thì có thể là tuổi còn nhỏ và cái stress lớn nên là làm cho bạn ấy muốn tìm tới cái chết. Nhưng mà sau khi nói chuyện với nhau khoảng tầm 30 phút xong thì bạn ấy nói là đầu óc được thông thoáng ra, thấy thoải mái hơn và cảm ơn rất là rối rít. Thì mình cũng thở phào nhẹ nhõm các bạn. 30 Tết mà, chuẩn bị đón năm mới rồi mà đối diện với một cái câu chuyện không hề nhẹ đô một chút xíu nào hết. Sau này thì mình thấy bạn ấy vẫn thỉnh thoảng comment ở kênh Vui Lên, và cách mà bạn ấy comment thì mình thấy là gần gũi hơn nhiều so với một người xa lạ, một cái mối quan hệ chỉ biết nhau qua YouTube. Thì câu chuyện đó nó làm cho mình khá là ấn tượng, và càng ấn tượng hơn nữa khi mà mình đọc cái cuốn Streampunk này các bạn. Thì trong những cái chương đầu tiên thì mình được đọc một cái câu chuyện tương tự về một cậu bé có ý định tự tử. Nhưng mà sau đó thì nhờ xem những cái video của những bạn YouTuber trong cuốn sách này thì có thêm động lực sống và không có chấm dứt cuộc đời của mình. Cuốn sách này nó không phải là một cái cuốn sách về tip hoặc là những cái chiến thuật để mà các bạn có thể tăng view rồi nổi tiếng hơn trên nền tảng YouTube, mà nó là rất là nhiều câu chuyện được kể lại bởi giám đốc kinh doanh của YouTube, cũng là cái tác giả của cuốn sách này. Khi mà mình đọc cuốn sách này các bạn, nó có nhiều sự đồng cảm lắm, tại vì mình lớn lên với TV này, với băng đĩa này, với những cái phương tiện truyền thông đại chúng. Hồi những năm 2002-2003 mình cũng mất cả một tuần để lên trên mạng để tìm hiểu về Internet Download Manager để download một clip, đó là cái bài Forever. Thì mình tìm cách để download nó về máy mình nghe tại vì nó hay quá, nhưng mà hồi đó thì download rất là khó. Và thời điểm đó cũng là thời điểm mà những cái bạn gọi là Streampunk trong cuốn sách này bắt đầu làm những kênh YouTube của họ. Và bây giờ thì họ đã trở thành những cái người mà rất là thành công với cái nền tảng YouTube này. Mình nhớ có một lần mình nói với vợ mình là sự phát triển của social media bây giờ nó quá là mạnh và nó trao cái cơ hội cho những người, cho những cá nhân mà có khả năng sáng tạo để tạo nên những sản phẩm riêng của họ mà không cần phải nhận được những cái sự kiểm duyệt hoặc là những cái sự khó khăn trong cái chuyện đưa những sản phẩm sáng tạo của mình ra công chúng. Hồi lúc mà nói câu chuyện đó là nhóm Pháp TV các bạn, họ được 10 triệu subscriber. Và theo mình quan sát thì nhóm Pháp TV chắc đâu đó khoảng tầm 30-40 người thôi là nhiều lắm rồi. Và cái lượng khán giả của họ là 10 triệu người. Bây giờ thì đương nhiên là nó hơn rồi, thì mình không nhớ chính xác là bao nhiêu. Nhưng mà với con số 10 triệu người, nó ngang bằng dân số của thành phố Hồ Chí Minh rồi các bạn. Và rõ ràng là ở thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ có rất là nhiều đài truyền hình HTV2, HTV7, HTV9. Và các bạn cứ tưởng tượng mỗi cái đội ngũ đài truyền hình nó sẽ cần rất nhiều nhân viên đúng không? Để sản xuất ra những cái nội dung cho thành phố Hồ Chí Minh. Rõ ràng là cái đài HTV, đài của thành phố thì dành cho thành phố. Đương nhiên là những cái tỉnh khác họ cũng xem, nhưng mà cái đối tượng chủ lực sẽ phải là cái khu vực ở miền Nam. Và tương tự như vậy, nhóm Pháp TV với cái số lượng nhân viên và đội ngũ mình nghĩ là chắc bằng 1/10 thôi. Và họ cũng có cái đối tượng lớn như thế. Điều đó cho thấy là chỉ với một cái smartphone thôi các bạn, với cái sự phát triển kinh khủng của smartphone như bây giờ và với sự phát triển của những cái nền tảng mà hỗ trợ cho cái việc làm sáng tạo trên YouTube, thì thực ra mình nghĩ là cái câu chuyện bây giờ ai cũng có thể kể những cái câu chuyện của mình trên YouTube và thậm chí là có thể kiếm được thu nhập từ cái chuyện làm YouTube của bản thân mình. Ở nước ngoài thì cái việc làm full-time YouTuber nó thành một cái nghề nghiệp thì nó phổ biến hơn nhiều so với ở Việt Nam. Ở Việt Nam mình cũng có rồi các bạn. Mình không chắc đâu, nhưng mà theo những cái số liệu mà mình quan sát thì không dưới 1.000 người ở Việt Nam mình họ trở thành những cái YouTuber mà gọi là sáng tạo full-time đâu. Và rõ ràng là họ thấy được cái lợi từ nền tảng này khi mà họ có thể làm những điều họ thích và đạt được những thành quả bao gồm sự công nhận từ phía đám đông về cái sở thích cá nhân. Đồng thời họ cũng có những nguồn thu nhập tốt trang trải cho cuộc sống của họ nữa. Quay lại thì trong cái cuốn sách Streampunk này các bạn, nó không nói tới những cái YouTuber ở Việt Nam nhiều đâu. Nó nói với những cái YouTuber mà gọi là gạo cội, những người mà rất thành công và khởi nghiệp YouTube cách đây phải tầm 10 năm lận. Mình nghĩ là nội dung trong cuốn sách nó sẽ khiến cho các bạn hài lòng, tại vì rất là nhiều câu chuyện của những YouTuber khởi nghiệp từ những ý tưởng rất là cơ bản, chỉ đơn giản là chia sẻ cái niềm vui, chia sẻ cái tài năng của mình cho thế giới thôi.
Và từ 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 với cái sự kiên nhẫn của mình thì họ bắt đầu có những thành công rất là lớn và trở thành những người ảnh hưởng. Và sự ảnh hưởng của họ thậm chí là hơn những cái celebrity, là những cái ngôi sao phim ảnh, ngôi sao ca nhạc. Trong số rất là nhiều câu chuyện trong cuốn sách Scream Punk này thì mình thấy là nó sẽ là một cái nguồn cung cấp cho các bạn rất nhiều ý tưởng á. Tại vì gần như là trong cuộc sống mình cái gì cũng làm YouTube được hết các bạn. Từ chuyện giáo dục, từ chuyện giải trí, từ chuyện games, rồi cả review sách nữa. Ở nước ngoài thì booktuber rất là phát triển. Ở Việt Nam thì mới phát triển đây thôi. Cách đây khoảng tầm 3 năm á, mình có từng nói với một người bạn là bạn ấy có thể làm một cái nghề gọi là book healer, tức là chuyên tư vấn những cái đầu sách mà người khác nên đọc. Bạn ấy làm đi. Hồi đó mình có ý tưởng đó và mình search trên internet thì nó cũng chưa có. Thì mình gửi cho người bạn của mình tại vì chị ấy là phóng viên và chị ấy rất là thích về sách. Nhưng mà không ngờ thì 3 năm sau mình lại làm công việc đó. Và trong năm 2020 này, cái việc review sách của mình nó khá là ổn rồi các bạn. Mình có những hợp đồng review sách từ những nhà xuất bản đều đặn hơn. Và mình thấy được sự triển vọng của cái việc làm YouTube ở một cái ngách rất là nhỏ là review sách. Vậy nên cái cuốn sách này nó giống như một cái con đường được mở ra, rất là nhiều người đã đi qua rồi chứ không phải là mới nữa. Và bây giờ rõ ràng là các bạn thấy đi đâu người ta cũng xài smartphone để người ta xem những clip trên YouTube. Và thậm chí là ở Việt Nam mình thì mình thấy cái số liệu là người ta sử dụng YouTube còn lâu hơn là trên Facebook nữa. Bên cạnh những cái câu chuyện thành công, những cái câu chuyện thú vị ở trong cái cuốn sách này thì tác giả cũng có lồng ghép mô hình kinh doanh cũng như là cách mà YouTube đã phát triển. Vậy nên là cái cuốn sách này mình nghĩ là không những là những bạn đang làm YouTube hoặc là muốn làm YouTube mà những bạn đang học trong những ngành liên quan tới marketing, liên quan tới truyền thông, liên quan tới kinh doanh thì các bạn vẫn rất là nên đọc cuốn sách này để các bạn có thể hiểu về một cái đế chế đang thay đổi toàn bộ cách mà chúng ta tiêu thụ những sản phẩm truyền thông mỗi ngày. Về cơ bản thì mình khá là thích cuốn sách này, mình cho nó 3.75 sao. Nhiều câu chuyện làm cho mình cảm thấy được truyền cảm hứng. Các bạn thật ra là mình đọc xong mình được truyền cảm hứng lắm các bạn. Để mình vững tin hơn vào cái con đường review sách của mình. Kiểu thông thường thì mình hay truyền cảm hứng cho mọi người làm booktube á. Nhưng mà mình đọc cuốn này xong thì mình cũng có cảm hứng nhiều hơn. Để mà mình có thể đi được một con đường. Mà cái con đường đó nó có sự tự do. Và nó làm cho mình thể hiện được cái cá tính của mình. Tuy vậy thì cuốn sách này có một số điểm mình chưa có hài lòng lắm. Nên là mình không cho nó 4 sao hoặc là 5 sao được. Ví dụ như là nó nói về những cái YouTuber quá là lớn á, những cái câu chuyện thành công hoặc thỉnh thoảng một số cái tip về mặt tư duy để các bạn có thể làm YouTube tốt hơn. Nhưng mà tại vì cái cuốn sách này được viết ra bởi giám đốc kinh doanh của YouTube nên là cái màu sắc về kinh doanh nó hơi nhiều khi mà giới thiệu về YouTube khá là nhiều. Rồi cái bức tranh toàn cảnh thì mình thấy là chưa có được. Nó chỉ là một cái bức tranh lớn, những cái điều tốt đẹp thì nhiều hơn. Còn những cái vấn đề như là thuật toán của YouTube hoặc là cái cơ chế xét duyệt những cái nội dung mà không tốt cho người dùng thì cũng không có được gọi là đề cập và phân tích sâu cho lắm. Và thật ra cái tên của cuốn sách này mình cũng không có thích lắm. Kẻ nổi loạn, mình không có thích cái tên Scrimpunk lắm. Tại vì những cái người làm sáng tạo họ chỉ đơn giản là họ có một cái cơ hội để mà họ được là chính họ. Họ không nổi loạn đâu, mình nghĩ là họ không nổi loạn, họ chỉ là đi một con đường khác thôi. Nên là cái tên Scrimpunk, kẻ nổi loạn thì mình nghĩ là nó có thể gây ra những cái mâu thuẫn giữa những cái truyền thông chính thống với cái cách mà những cái người làm sáng tạo nội dung trên YouTube đang đi. Nên là thật ra cái nội dung cuốn sách này đó là những cái câu chuyện truyền cảm hứng, những cái câu chuyện hay, những cái triết lý của những YouTuber. Họ đã sống sót với YouTube như thế nào, họ đã thành công như thế nào, họ đã trải qua những cái khó khăn về mặt tâm lý ra sao. Và bên cạnh đó là sự chuyển dịch và thay đổi hành vi của người dùng khi mà họ không còn xem TV nhiều nữa, mà họ chuyển dịch sang những cái nội dung đa dạng của YouTube. Thì mình nghĩ là nếu mà với cái tên đó thì nó sẽ gọi là hài hòa hơn một chút xíu thì có thể là tiếp cận được với nhiều người hơn. Tóm lại thì đây là một cuốn sách mà mình nghĩ là hay nhưng không có xuất sắc. Nó sẽ khiến cho các bạn có thêm động lực để mà hiểu hơn về cuộc sống của những bạn làm YouTuber. Những cái thuận lợi, những cái khó khăn cũng như là những bài học mà mình nghĩ khá là hay mà những bạn YouTuber họ đã học được và họ đã trải qua. Và thêm nữa là các bạn sẽ có thêm rất nhiều ý tưởng khác nhau để các bạn có thể bắt đầu một cái YouTube channel của các bạn. Vậy nên nếu như bạn là một người mà sắp làm YouTube hoặc đang làm YouTube mà đang còn chật vật hoặc là chưa biết cách để mà tối ưu hóa kênh YouTube của mình về cái khía cạnh tư duy, về cái khía cạnh kinh doanh và triết lý. Rồi nếu như bạn là những người đang làm truyền thông hoặc là học về truyền thông và marketing thì cuốn sách này là một lựa chọn khá là tốt để các bạn có thể hiểu về một cái đế chế và biết đâu đấy thì các bạn có thể cưỡi lên những cái ngọn sóng mới trong tương lai. Tại vì thực ra khi mình đọc cuốn sách này mình có rất nhiều ý tưởng các bạn, rất nhiều ý tưởng để mà mình có thể cải thiện cái kênh Vui Lên của mình và cải thiện cái cách mà mình sáng tạo nội dung trong tương lai. Nếu bạn đọc cuốn sách này rồi thì cho mình biết cảm nhận của các bạn nghe. Còn nếu các bạn chưa đọc thì mình hy vọng là các bạn có thể đọc cuốn sách này. Tại vì nó là một cái nguồn cảm hứng mình nghĩ khá là tốt để các bạn có thể bắt đầu đi chặng đường sáng tạo và sống một cách tự do của riêng bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo của kênh Vui Lên. Bye bye.